Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 14 tháng 7 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chịu ảnh hưởng của diễn bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ đang suy yếu dần. Thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến là mây thay đổi, gần sáng và sáng có lúc có mưa rào và rông rải rác, trưa chiều, chiều trời có nắng hầu hết các khu vực trên đất liền sẽ duy trì gió Nam đến Đông Nam ở cấp 2, cấp 3. Do có mưa vào thời điểm gần sáng và sáng nên thời điểm này nhiệt độ tương đối dễ chịu. song bước sang trưa và chiều thì trời nắng, nhiệt độ trung bình tại các khu vực miền Đông, miền Tây và tại thành phố Hạ Long thấp nhất là khoảng 27-28 độ và cao nhất trong ngày khoảng 33 độ vùng biển ngoài khơi và huyện đảo Cô Tô. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, mây thay đổi, gần sáng và sáng, có lúc có mưa, mưa rào và rông. Gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 6 đến 10 km, nhiệt độ ở mức từ 28 cho tới 33 độ. Vừa rồi là dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nhìn chung so với ngày hôm nay, thời tiết ngày mai chưa có nhiều biến động. Còn sau đây chuyển sang dự báo thời tiết trên cả nước. Trong đêm nay và ngày mai, dạnh áp thấp ngang qua khu vực bắc trung bộ còn duy trì và hoạt động yếu dần. Song nhiều tỉnh thành ở bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông với thời điểm mưa chính xảy ra vào đêm và sáng. Trong mưa rông cần hết sức đề phòng với hiện tượng xét và gió giật mạnh đi kèm. Các tỉnh thuộc vùng núi và trung du bắc bộ sẽ ít mưa hơn, ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ trưa chiều tăng lên ở ngưỡng từ 31 cho tới 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và rông trong đêm nay và ngày mai. Mưa rông tại các tỉnh này xảy ra bất chợt trong ngày. Cục bộ tại Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra mưa vừa đến mưa to. Nền nhiệt từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi, thời tiết mát mẻ về đêm và sáng. Trưa chiều nhiệt độ có tăng nhưng cũng chỉ dao động ở ngưỡng từ 30 cho tới 33 độ. Các tỉnh còn lại từ Bình Định đến Bình Thuận dự báo sẽ giảm mưa hơn trong ngày mai. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tăng lên ở khoảng từ 32 cho tới 34 độ. Do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam có cường độ mạnh nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm qua đến sáng nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Dự báo trong đêm nay và ngày mai mưa vẫn duy trì nhưng có xu hướng giảm hơn. Về đêm và sáng sớm, các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ mát mẻ và dễ chịu. Nhiệt độ cao giao động từ 28 cho tới 31 độ tại Tây Nguyên và từ 30 cho tới 33 độ tại các tỉnh thành thuộc Nam Bộ đối với thời tiết trên biển, trong đêm nay và ngày mai có sóng to, gió lớn nên người dân cần hết sức đề phòng. Các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và Nam Biển Đông xảy ra tình trạng biển động mạnh, sóng biển cao, gió giật tới cấp 8. Mưa rào và rông mạnh xảy ra toàn khu vực giữa và Nam Biển Đông, cần đề phòng, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là ở cấp 2. Dự báo từ ngày mai, cường độ gió tây nam sẽ giảm dần trên hầu khắp các vùng biển. Phần cuối chương trình là bằng nền nhiệt độ 3 ngày tới tại một số thành phố trên cả nước.